su ong le wang pong. Dear Your Respect Venerable, I got a question to ask you regarding vision and passion. I'm the person who listen to motivational speakers every day. One day I listened to a very famous life coach and I got really interested in what he said. To succeed in life, we need to have a vision. In addition to that, vision alone is not enough without passion. In regard to his statements, I've come up with a question which is about, in Buddha's teaching, between vision and passion, which one comes first? Personality, to you, do you think between both of them, which one is more important? Thank you so much. Lớp thứ 3 mình chơi xong nô nâng ấy thứ 3 chơi vì vì thị xa đầm bay chụp chơi ta mê kia bộ phụt vinh. Miền 4 đầm bay chụp chơi nô rò càng nghĩ ấy ấy hà thả ít thị bạc tự thuộc. Ít thị bạc ị bình tua tô chân thua sẽ ế bò sẽ ế tổ. Ít thị bạc mình này thả chia thua để nhắn sức đầy bạc thả ôi xùm rạch. The first one, tìm mối cứ chăn tệ. Chăn tệ nâng cứ cả đạc cô đáu nâng chùm nông chùm nô chật. Chăn tệ. Chẳng ca nghe ấy tổng ọc, bà sân chì vẹn bọn mình cô đáu. Hỏi ọt mình chùm nông chùm nô chật nâu khăn nông ca nghe nâng tế bà xâm ra chá. Tụi bây sưu lạc đây. Nâng à. Khiếm chong chè, khiếm chong cho vì một cách bị chong nâng môn. Tiếp bí vì địa dạ. Mình trâm tại chong hãy tự rồi tới cứ chỉ dìm thử start the process. Chỉ dìm, chẳng chỉ dìm vì cầm chặt bằng cách chìa chỗ trâu ta prang prang nâng nâng cách thử nâng. Tiếp bí chặt tạng ca vô chất tục đã men thua ôi tôi ruột bị đầy ấy chế bình nê chất sự kết hay nâng tì buôn bà nhà skill rưu có bà nhà chẳng văn mình được cực nế chong thua ấy khá xùm rách khá mình xùm rách nâng ả xa ráy lưu kà ta buôn nâng nè khá khá nó chong ọt thua nè khá thua ọt chong nè khá chong hay thua hay tay khoa ca vô chất tục đã bật biến ca nghề khá chong thơ chia giếm dơ chất tục đã có bần tay việc khóa skill việc khóa chùm niên việc khóa chùm nét đăng khóa ca dô đăng bị cách ca nghề nâng có bật bán chục chơi vậy. Tony chúng ta nói xua tha bà bút bà ông tục kê xa bà ông thừa vầy kê xa nâng sọ. Hói mù là hai đã vầy bàn chìa bà ông tục kê xa. Xong chú ý bỏ xa ra chúng ta nói phong. Tâm bút dân khơi bà bút nâng tam là nẹ cú nâng. Bút mên tên dân nào đã khơi nè. Dôn bi dàng. Tìm mùi xùm đầy bà riêng đã chê bà ông tha xa mà nạ tầng ngào. Chẳng biết đây thà mạnh. Bộ phim đã tới cái chê bọn tha xa mà nạ tầng ngào. Chẳng dừng im mê chân mà bịa tha tầng ngào lưng mạch. Ất sọ đủ khá nế nó đổi thma đây nông. Vâng là cụ phụ nữ đi nâng việc trình bình đi nâng bằng nạ phim nâng ca nạ tầng ngào cái mơ nghe chẳng bằng nạ cụ bọn tầm bốn cụ ở miền bà kê xa ở miền sọ tờ. Chẳng á. Mà vì nạ cụ thế. Thiết bất bọn Ất sọ đây nâng. Vâng bà kê xa bọn mến Ất sọ hả. Và vâng và nó bị thân nóp vì mình lại cả nạp bị xe vừa chỉ tệ cả nạp vọt đó riêng nâng và cây xa bỏ vỏ nó mơ tốt đốt ta ngào chẳng ai bị riêng bị thân nóp hay vừa riêng dân kinh mới mình ta ngào mơ ta hay vì nay bỏ lục sống ai tục sọ bàn bị thân nóp đôi khả nề đôi khả nề mỏng có ông hay nâng xa vẹn nâng đôi ta khả nề thế sọ tục bàn vên bằng phật nâng bị thân nóp nâng và dân khởi lục tục dù tình nâng tha lục là chẳng được hình buồn sọ buồn ấy thay cu đi cu nó ăn nó đẹp cu thế.